Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Hôm nay khi mà Mỹ Nhật và Hà Trang ngồi nói chuyện với nhau về thời trang thì mới sực nhớ ra một món thời trang mà từ lâu đến giờ chúng ta đã bỏ quên mất, đó chính là guốc gỗ. Cho nên là tò mò mới tìm hiểu xem những cái thông tin nguồn gốc của guốc gỗ thì mới thấy là có nhiều điều thú vị lắm. Chưa có tư liệu nào khẳng định chính xác thời điểm ra đời của guốc gỗ. Thế nhưng theo sử sách ghi lại thì đôi guốc gỗ xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm. Từ đầu thế kỷ 20, đôi guốc gỗ được cho là bình dân nhất xuất hiện do người dân tự đẽo bằng gốc tre. Sau đó, guốc gỗ phổ biến trong đời sống. Người ta dùng gỗ của cây lòng mực để đóng. Guốc dành cho phụ nữ được đẽo eo ở giữa thân đế. Còn guốc dành cho đàn ông thì không eo, gọi là đế xuồng. Mãi cho đến năm 1940, guốc gỗ trở nên phổ biến khắp nơi. Nhiều người nói rằng guốc gỗ, tất nhiên guốc gỗ là chủ yếu, là phổ biến, nhưng đôi guốc mà phổ biến đầu tiên lại chính là gốc của cây tre. Người ta lấy gốc cây tre đẽo thành một đôi guốc, vừa kê cho cao lên để khỏi chân lấm bùn, vừa để bảo vệ đôi chân khỏi bị va chạm, nhưng đồng thời nó cũng để mà tạo ra một cái dáng vóc mới cho người sử dụng guốc. Đặc biệt là guốc lúc đầu nó có cái đặc điểm là gần như cân bằng giữa trước và sau. Mãi đến khoảng giữa thế kỷ 20 thì người Việt ta mới bắt đầu tiếp nhận cái ảnh hưởng của phương Tây, mới làm đôi guốc mà phía sau cao hơn phía trước. Cái gót của đôi guốc nó là nhỏ và nó nhọn nữa. Đó là cái biến đổi đặc biệt. Lúc đầu đó thì cái quai của đôi guốc thực chất là làm bằng cái dây mây, nhưng về sau người ta dùng dây da để mà làm cái quai guốc. Thế thì những miếng da được cắt ra lúc đầu là đóng thẳng, vuông góc với lại cái thân guốc. Dần dần người ta thấy rằng như thế lại không đẹp, cho nên người ta đóng cho nó xéo đi. Và lúc đầu chỉ là một dây da, sau đó có khi lại hai dây da, và thậm chí là ba dây da vì còn có một dây để đỡ ở phía sau gót chân nữa. Và như vậy guốc không ngừng được cách tân. Phụ nữ rất thích đi guốc bởi vì ngày xưa đấy guốc là rất phổ biến, nhưng đồng thời guốc cao gót cũng góp phần cải thiện chiều cao cho một số người chưa thực sự cao. Và có một thời người ta cho rằng phụ nữ phải đi guốc cao gót vì chỉ có đi guốc cao gót thì sinh nở mới dễ hơn. Tất nhiên chuyện này để cho các nhà y học họ luận bàn. Về phần tôi thì tôi chỉ nói rằng một thời người ta quan niệm như thế. Và đôi guốc trở thành một cái gì không thể thiếu đối với người phụ nữ Việt Nam. Vài thông tin về guốc gỗ thì Mỹ Nhật và Hà Trang cũng muốn đóng cho mình một đôi để có thể thay đổi phong cách. À Trang ơi, bây giờ Trang đang nghĩ một đôi guốc gỗ như thế nào? Em đang nghĩ trong đầu một đôi guốc gỗ mà có thể phù hợp với quần sọc jean. Quần sọc jean hả? Nghe có vẻ nó không có hợp nhau lắm hay sao á, trong khi quần sọc jean là nó hơi hiện đại, còn guốc gỗ thì mộc mộc và đơn giản. Hợp không? Nếu muốn biết hợp hay không thì mình hãy ghé qua thử một cửa hàng bán guốc gỗ chị ha. À đi. Okay. Chị ơi,
chọn đế khác, quai khác được phải không chị? À, vậy cho em cái quai này nhưng mà cái đế kia nha. Rồi, cái này giữ nguyên. Em. Chị cho em cái quai này với cái đế kia nha chị. À, cái đế này không em? Dạ đúng rồi chị. Chị đóng cho em nha. Chị ơi, chị làm nghề này bao lâu rồi chị? 18 năm. À, những cái gút này là mình lấy hàng từ đâu chị? Này là đại đa số là toàn là ở Bình Dương không mà cưng. Em thử giùm chị. Dạ, dạ vừa rồi chị. Vừa rồi hai em ha. Dạ. Chị ơi, thường thường quốc gỗ hay làm gỗ gì vậy chị? Cái này gỗ bằng cây xoan với cây thông. Chị ơi, vậy những người nào thường mua quốc gỗ để đi hả chị? Nói chung là nhân viên văn phòng, học sinh, rồi mấy chị kinh doanh ta buôn bán. Giá cả nó dao động trong khoảng bao nhiêu chị ha? 80 ngàn có, 70, rồi 100, trăm mấy cũng có. Guốc gỗ cao, guốc gỗ thấp, thấp thì nó càng rẻ. À, em thấy mẫu mã guốc ở mình cũng đa dạng phải không chị? Guốc thì nó có, nói chung là nó có 7-8 loại đế lận. Sơn mài cẩn nè, chạm mặt. Trơn, loại này là loại người ta gọi là quốc phong ngày xưa. Bây giờ là đang thịnh, bây giờ là người ta đi đóng phim á. Đóng phim cổ trang, hôm trước chị cũng đóng cho mấy người ta đóng phim cổ trang, người ta ra đóng mấy chục đôi quốc luôn. Nó có nhiều cái loại đế cao khác nhau. Rồi quai cũng khác nhau nữa, để em phối với nhau. Rồi khi em làm như vậy thì em dễ mặc quần áo và trang phục nó thay đổi nữa. Chị có thấy là vì sao mà những khách hàng của chị lại thích mang quốc không ạ? Rẻ với cái nó hợp thời trang, nó mát chân nữa. Cái chị mang guốc cũng quanh năm không à. Nhiều người người ta có bị nứt gót chân á, người ta cũng mang guốc để người ta trị được cái gót chân của người ta nữa. Nứt gót, chai gót, sần gót là người ta mang guốc hết á. Cảm ơn chị nha. Thưa quý vị, như vậy là guốc gỗ cũng đã đóng xong rồi. Nhưng mà Trang ơi, Mỹ Nhật băn khoăn là không biết những đôi guốc gỗ này thì nó hợp với các bộ trang phục nào, và nó có đúng như là Trang nói là có thể phối được với quần sọc jean hay không? Mỹ Nhật yên tâm đi, bởi vì trong đầu Trang đã nghĩ ra một chỗ có bán những đồ mà có thể phối hợp với guốc gỗ được. Mình qua đó ha. Thế đi. Chào hai em, có cần chị giúp gì không? Chị. Dạ có. Hôm nay em đến để nhờ chị một cái việc là tụi em có mua mấy đôi guốc ở ngoài chợ rất là xinh, nhưng mà không biết là phối với đồ nào cho nó phù hợp. Chị giúp tụi em nha. Vâng, cho chị xem coi. Dạ đây, ba đôi chị. Vâng, cho chị xem hết rồi xong cái mình đi lựa đồ. Dạ. Rồi. Nhưng mà như em thấy đó, guốc này đó là của mình là giống như đồ hàng chợ. Dạ. Nha. Nhưng mà mặc đồ của chị vào đó thì chị có cái cách trang trí của nó để cho nó hợp với lại cái đồ của chị. Thành ra cái đó đừng có lo, tại cái việc đó là việc của chị. À, vậy là phối được phải không chị? Phối được. Dạ. Yeah. Và mình có thể làm ba bộ, một bộ đó là quần sọt jean, một bộ là váy đầm, rồi một bộ nữa đó là áo đầm. Ok, bây giờ chị sẽ dẫn mình đi chọn đồ. Nhật với lại Trang nhờ Mai chọn những cái bộ đồ cho đôi guốc này là nghĩ là rất là thích hợp, là tại vì đó guốc là truyền thống của Việt Nam, mà vải lụa vải tơ tằm á thì nó lại rất là thích hợp với guốc, thành ra nó tạo ra cái dáng của người phụ nữ Việt Nam rất là uyển chuyển. Bây giờ thì chị làm xong rồi đó. Bây giờ chắc hai em phải mặc lên thử. Dạ. Và thực tế nó có đẹp như thế nào? Chắc chắn rồi. Thưa quý vị, Mỹ Nhật không thể ngờ được là với những đôi guốc mọc đơn sơ như vậy mà qua bàn tay khéo léo của nhà thiết kế Mai Lâm, nó lại trở nên rất là xinh xắn và đáng yêu thế này. Bây giờ Mỹ Nhật sẽ đi thử xem khi mà phối với đồ thì sẽ ra làm sao nhé. Con đường đi rất dài, cánh đồng xanh lúa non, đôi bàn chân đã mềm mềm mại, vội vàng gì dám chưa.
chân trắng sau quai đen, chân trắng sau thân quen, chân trắng em đơn sơ nào có bao giờ em về trong màu xanh của lá mây để bàn chân rộn vang làng xóm. Thưa quý vị, Mỹ Nhật không nghĩ là guốc gỗ là có thể mang đến nhiều phong cách khác nhau như vậy. Một chút cá tính với chiếc quần sọt và áo bà ba yếm cách điệu, hay là nhẹ nhàng duyên dáng với chiếc đầm lụa này, hoặc là một chút nữ tính với chiếc váy xòe kết hợp cùng áo cổ điển. Mỹ Nhật và Hà Trang rất là thích những cái phong cách này. Còn quý vị thấy sao ạ? Hãy thử một lần thay đổi phong cách của mình với guốc gỗ, chắc chắn quý vị sẽ rất bất ngờ và thú vị. Con đường đi rất dài, cánh đồng xanh lúa non, đôi bàn chân